Cựu chiến binh gương mẫu là phong trào thi đua để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 2017-2022 của các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh. Bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của hội viên, phong trào đã tạo được sự lôi cuốn, sức lan tỏa không chỉ đối với hội viên mà cả các tầng lớp nhân dân cùng thi đua giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Hơn 30 năm gắn bó trong quân ngũ, rồi khi trở về xây dựng quê hương ở các cương vị công tác khác nhau, ông Hoàng Đình Phú luôn giữ trong mình khí chất bản lĩnh của người lính Cụ Hồ. Giờ đây khi đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, sức khỏe đã yếu đi nhiều, nhưng ông nghĩ vẫn phải cùng các đồng chí đồng đội truyền lửa, truyền cảm hứng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Khi vào đảng cho đến khi mà được vào quân đội thì luôn luôn là giữ vững cái vai trò trách nhiệm và làm thế nào về khi về đời thường thì vận động giáo dục truyền thống, trước mắt là giáo dục từ con em mình xong đến vấn đề là ngoài nhân dân, đồng thời phát huy luôn luôn lúc nào cũng phát huy cái truyền thống của xây dựng của địa phương ngày thêm đổi mới, ngày thêm tốt đẹp. Mỗi cựu chiến binh với điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, công việc khác nhau, nhưng đều tự tìm cho mình hướng đi, cách làm riêng để cụ thể hóa phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Ví như khu vườn rộng hơn 2 sào, trồng hơn 60 gốc bưởi này chẳng hạn. 4 năm trước, đây chỉ là khu vườn tạp, hiệu quả kinh tế thấp. Thế nhưng dưới bàn tay khối óc của cựu chiến binh Đinh Văn Sơn, nó đã cho thu nhập gấp 5 lần. Cũng từ mô hình này, ông Sơn còn giúp cho nhiều cựu chiến binh và người dân khác cùng áp dụng, làm theo để cải thiện kinh tế gia đình. Thay đổi cái cây bưởi này về vấn đề là chi phí đầu tư là nó thấp hơn. Đấy. Và so với trồng lúa thì nói chung là một năm thì 2 vụ, nhưng mà chuột bọ các thứ nó phá phách nhiều quá, đầu tư thuốc sâu thuốc xia cải bừa, nếu mà nói về vấn đề thu nhập năng suất thì không bằng cây bưởi. Vì vậy cho nên là tôi kết hợp là thống nhất với đại gia đình là tức là cải tạo cái mô hình này, trồng cái cây bưởi này để đem lại cái hiệu quả cao hơn, và đồng thời để cho anh em học hỏi thêm về vấn đề là làm kinh tế vườn. Không chỉ trên mặt trận phát triển kinh tế mà trong bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, các cựu chiến binh cũng là lực lượng đi đầu, tập hợp đoàn kết người dân cùng làm theo. Phân loại xử lý rác thải bằng men vi sinh, đường cây tự quản hay đường cờ tự quản của cựu chiến binh đều là những mô hình được đánh giá cao và nhân rộng ở nhiều nơi bởi tính thiết thực, dễ làm, dễ thực hiện. Phải là nhiệt huyết cũng như là tham gia đầy đủ các phong trào. Bên cạnh đó là cái cầu nối giữa cựu chiến binh đến các cái hội khác và các cái người dân ở trong cái khu vực để chung tay cùng bảo vệ môi trường, rồi là cùng trang trở lại các cái con đường, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới cũng như là đường cây hoa cảnh và công tác vệ sinh môi trường cho ngày một tốt hơn. Đặc biệt là chú trọng đến cái việc là cái hoạt động phải có chất lượng, hiệu quả thực sự và được cấp ủy chính quyền nhân dân ghi nhận đánh giá cao, và nó có sức lan tỏa đi vào cái chiều sâu và để có một cái điểm nhấn riêng màu sắc của cựu chiến binh. Nhờ thực hiện có hiệu quả phong trào cựu chiến binh gương mẫu mà trong nhiệm kỳ 2017-2022, tất cả các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao như trên 80% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 96% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo toàn hội chỉ còn 0,47%. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh Ninh Bình có nhiều đóng góp hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương thời gian tới.